Chào mừng các bạn đến với Rakia. Hôm nay chúng ta sẽ tạo một đoạn phim hoạt hình sống động về hoạt động chào hỏi giữa giáo viên và học sinh. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Các bạn ấn vào dấu cộng này để tạo dự án mới. Chúng ta không cần nhân vật này nên chúng ta hãy xóa nó đi. Bây giờ các bạn vào một hình nền, chọn cho mình hình nền lớp học. Chúng ta cần một nhân vật để đóng vai thầy giáo. Các bạn ấn vào dấu cộng này để chọn nhân vật. Mình sẽ chọn người đàn ông áo xanh này. Bây giờ chúng ta cần một nhân vật để đóng vai học sinh. Mình sẽ chọn nhân vật này. Người đàn ông áo xanh này quá lớn nên chúng ta cần thu nhỏ anh ấy lại. Các bạn chọn cho mình thẻ thu nhỏ. Ấn vào nó để thu nhỏ anh ấy lại. Vậy là quá trình chuẩn bị đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu lập trình các bạn nhé. Đầu tiên ở người đàn ông áo xanh. Các bạn chọn cho mình thẻ lá cờ màu xanh. Tiếp theo đó là thẻ di chuyển về bên phải. Mình sẽ chọn là 10 để người đàn ông này di chuyển về bên phải 10 bước. Tiếp theo đó là thẻ hội thoại. Thẻ hội thoại này mình sẽ sửa thành một câu chào. Bây giờ đến lượt lập trình cho bạn học sinh. Đầu tiên, mình sẽ chọn thẻ, chạm để bắt đầu. Tiếp theo đó là thẻ hội thoại. Thẻ hội thoại này mình sẽ sửa là em chào thầy ạ. Vậy là với câu lệnh này, đầu tiên khi chúng ta ấn vào lá cờ màu xanh, thầy giáo sẽ di chuyển 10 bước. Sau đó là thầy sẽ chào học sinh. Tiếp theo đó, khi ấn vào bạn học sinh này thì bạn học sinh này sẽ chào ngược lại thầy giáo. Vậy là quá trình lập trình đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta cùng xem thành phẩm các bạn nhé.